Nam Mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. Kính thưa đoàn đại biểu các nơi có mặt dự trong lễ tuyên dương công đức hôm nay, nữ chánh quốc sư Bình Thế Danh là Ngô Thị Bình, sinh năm 1931 Tân Mùi, tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã liễu đạo vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 4 năm Canh Dần, 4 tháng 6 năm 2010, tại Thất Thất Cao Đài thủ đô Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Nữ chánh quốc sư Bình nhập môn ngày 12 tháng 2 năm Canh Dần 1951 tại Thất Thất Cao Đài thủ đô Hà Nội, thọ phong lễ sanh ngày 26 tháng 5 Bính Thìn 1976, thọ phong phẩm giáo hữu ngày 25 tháng 5 Nhâm Tuất 1982, thọ phong phẩm giáo sư ngày 8 tháng 4 năm Kỷ Tỵ 1989, thọ phong phẩm khối sư ngày 25 tháng 5 Bính Tuất 2006, thọ phong phẩm quyền nữ chánh quốc sư ngày rằm tháng 10 năm Đinh Hợi 2007. Nữ chánh quốc sư Lương Bình đã tọa lãnh các phận sự 1998 đến 2009, đầu hòa đạo Thất Thất Cao Đài thủ đô Hà Nội từ năm 1998 đến năm 2009, phó ban thường trực Hội Thánh Việt kỳ 3 2007-2012. Về phần đời, nữ đại bầu chiến sĩ thi đua cơ sở và nghỉ hưu năm 1980 đoàn Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng 1998-1999, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội năm 1990. Thưa các vị đại diện Hội Thánh thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Hội Thánh tỉnh Long An và các vị chức sắc chức việc họ đạo miền Bắc, tăng lễ đạt được kết quả tốt đẹp. Cảm ơn các họ đạo miền Bắc, họ đạo thủ đô Hà Nội đã vất vả chăm sóc chị tôi suốt cả thời gian lâm bệnh, nay để giúp cho tang lễ của chị tôi tăng thêm phần trang trọng, một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ. Gia đình anh em chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã đến viếng chị tôi, xin chân thành cảm ơn các anh chị em, các cháu trong hồn và họ nội họ ngoại đã đến viếng chị tôi, xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp của chị tôi, các em học sinh đại diện cho các thế hệ đã đến tăng gia có lễ tang con ý trực tiếp.